Vâng, hello, em chào toàn thể anh chị bà con cô bác mình nha. Trưa hôm nay em lên trên em mẫu xe dòng Toyota nồi đồng cổ đá siêu bền bỉ, rất là đẹp luôn anh chị ha. Phom dáng nè, rất là đẹp, nhìn xa xa rất là ngầu luôn. Ở na na ná với Camry ở ngoài kia, còn con xe Camry nữa. Ở đây thì Toyota Corolla hộp sồi, máy 1.6 bản đủ. Đó, xe này là siêu đã, siêu đẹp luôn anh chị. Em đi vòng quanh bên ngoài, anh em nào muốn mà lên cái mâm đúc thì lên, còn không gắn ốp mâm thì gắn ha. Tại đúng ngày xưa nó là xe mâm sắt vậy ha, nó theo chất riêng nha. Xe này biển số Bến Tre, xe ngay chủ luôn. Toyota Corolla máy 1.6 bản full, mình thùng sơn si đồng sơn rất là đẹp. Đó, chất xe thì khỏi phải chê, thì giá tiền cũng cực kỳ hợp lý luôn nha. Xe này để cho anh chị em mình 128 triệu bao xài bao chạy, rất là cọp. Thì những mẫu xe 1.3 taxi thì đã bán đã là 90-89 rồi. Thì xe này là bản đủ máy 1.6 em bán 128 triệu, cao hơn khoảng mấy chục thôi. Chất xe rất là liền, anh em nhìn nè ha. Rất là xuất sắc luôn, mình thùng cabo đầu đít nè. Rất là đẹp anh chị nha. Đó, xe cực kỳ mới luôn. Em quay cái gầm cho anh em mình xem luôn nè. Gầm đẹp tuyệt vời luôn anh chị nha. Quá xuất sắc luôn anh chị nha. Anh chị bước vào phần nội thất, anh chờ cho anh chị lấy thích hơn nữa nè. Đó, nhìn cái dàn ghế nỉ nè, túp ly nỉ nó tới giờ nè. Anh em thấy đẹp không? Quá đẹp, quá xuất sắc luôn đúng không? Giá thành này cực kỳ rẻ mà dòng này lại là nồi đồng cối đá và lại bền bỉ nè. Túp lô túp ly văn sòng nữa nè. Đúng xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Keo kỹ sơn sỉ 100% anh chị. Xe không lỗi nha, máy số gầm cực kỳ êm và êm luôn. Và êm và chắc chứ nhầm. Chìa khóa nó tin tới giờ luôn nè anh chị. Kính bấm trợ lực nhẹ te, gương kính chỉnh điện. Này kính bấm nè anh chị, kính bấm auto luôn mới ghê ha. Gương kính chỉnh điện nè, vô lăng ba chấu đặc trưng nè. Đồng hồ tua nè, đồng hồ được bán đủ nè anh chị ha. Có âm thanh nghe nhạc đầy đủ nha anh chị nha, xài USB được bình thường. Đó, củ số nè, túp lô túp ly nè, quá ngầu luôn. Nói chung là lâu lâu mới mua được chiếc xe cọp thế này nha anh chị nha. Không phải hàng hiếm đâu nha. Không phải là dễ kiếm đâu nha anh chị nha. Ngày này không phải hiếm nhưng mà là có người khó tìm thôi chứ không phải hiếm. Trên chợ tốt bán đầy mà, nhưng mà quan trọng cái giá em bán cực kỳ hợp lý nha chị nha. Xe này thị trường bây giờ người ta có nhiều người ta kêu tới 150-160 luôn á, nhưng em để anh em mình 128 triệu thôi, bao hợp lý nha chị ha. Ôi bằng đạp chân mình đạp thắng đã ghê luôn, mới tin luôn nè anh chị, quá mới luôn đúng không? Tức lô tức ly quá đã, máy êm lắm anh chị, máy là cực kỳ êm luôn, cái máy chất lượng lắm anh chị, nghe radio em đầy đủ, trần nghĩ riêng theo xe luôn nè anh chị ha. Kèn bỗng lớn trợ lực nhẹ te, quá đã, nhẹ ghê luôn. Kính bấm auto mới còn xài được không? Ôi xài được bình thường luôn nè, ngon vậy. Ôi auto lên auto xuống luôn nha, ghê chưa. Xe này cái máy nổ không nghe tiếng động luôn anh chị, cọp dưới ta. Trời ơi cái máy, nhìn cái máy đi muốn đi liền luôn, muốn mua xe liền luôn, không muốn ở nhà liền luôn á. Anh em thấy xe này thấy nôn liền không? Tay em bỗng nhẹ mát đó nè, tới giờ luôn, keo chỉ nó nè anh chị ha. Toyota nè anh chị ha, quá chất lượng, cái máy nổ quá chị em luôn anh chị ơi, cái máy nổ siêu em luôn nha. Xe này mà anh chị mà lên chạy mà cái máy mà anh chị chê em cho chiếc xe luôn, cái máy chạy cực kỳ bốc nha, bốc mới thay mấy cái này nữa nè anh chị ha. Khung xăng điện tử 1.6 quá êm luôn, bon điện 100% đầy đủ luôn nè anh chị ha. Số sườn, tem sườn, keo chỉ dòng về máy về nè anh chị. Bon điện nữa nè. Con ốc này riêng tới giờ luôn anh chị ha. Ngày xưa tới giờ em ngã màu vàng rồi đó. Xương đầu không có lỗi luôn chị ha, không cấn đụng ha, bon điện riêng luôn nè. Đó. Quá chất lượng. Giá thành lại hợp lý, mặt máy khô ráo, giá cả ok. Chỉ có số tiền là 128 triệu, bên em thì có rất là nhiều dòng xe chờ anh chị mình, như Nubiga này bán 80 còn giảm còn 75 triệu nè. Biển số Bến Tre xe ngay chủ, sơn mới nguyên xe, xe đây bán 65 triệu, 202 bán đủ luôn, màn Android luôn ha. La Sơn bán 115 triệu nha, La Sơn Bến Tre, La Sơn nhầm, La Sơn có túi khí luôn anh chị, là 202 nha. Petra 85 giảm còn 80 nè, con kia là 204, có hắn ABS và túi khí luôn, giảm còn 135, giảm còn 130 ha. Đó. Nhiều lắm, Innova nữa nè, Innova biển 71 nè, để cho anh em mình 180 nữa nè. Nói chung thì nhiều xe lắm, do ly dây nè, dây này bán 143 nữa nên chỉ 205 nữa nè. Nhiều xe lắm, anh em qua tham khảo lái thử, chạy thử vô tư nha. Đăng kiểm còn rất là ok luôn nè anh chị ha. Tới tháng 5, 27 tháng 5 anh chị ha, còn được tháng hơn. Đó, anh em nào yêu thì liên hệ cho em, mỗi 2 tháng chứ. Anh em nào yêu thì liên hệ cho em cảm ơn nhiều nha. Chúc toàn thể anh chị em nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống ạ. Anh em nào mến thích em xin một dấu like và đăng ký kênh để cập nhật nhiều video nha.